Hoài Linh âm thầm đón Phi Nhung về Việt Nam, phải công bố thôi. Sau gần 2 tháng Phi Nhung ra đi, cả nước vẫn còn chìm trong đau buồn. Ai cũng xót thương cho một số phận tài năng nhưng bạc mệnh. Tất cả người hâm mộ ai cũng vẫn thương tiếc cho giọng ca bông điên điển. Thì hôm nay trong một buổi livestream mới nhất của danh hài Hoài Linh, trong khi đang giao lưu cùng với khán giả sau nhiều tháng ở ẩn, vì lâm sầm từ thiện với bà Nguyễn Phương Hằng, giữa buổi trò chuyện hoài linh bất ngờ buộc miệng để lộ thông tin vô cùng chấn động đó là phi nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại mỹ dù chưa rõ lời nói này của hoài linh là thật hay giả nhưng cộng đồng mạng đã lập tức xuất hiện hàng lạc bình luận tranh cãi dữ dội dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều một bên cho rằng có lẽ ý của nghệ sĩ hoài linh là phi nhung vẫn còn sống nhưng là sống trong trái tim của người hâm mộ và những người yêu mến phi nhung bên còn lại lại cho rằng cũng có thể phi nhung còn sống thật và vì hoài linh tiết lộ như vậy có thể đang ám chỉ cho chúng ta điều gì đó bởi cũng có nhiều người cho rằng cái chết của phi nhung vẫn còn rất nhiều điều bất thường và bí ẩn chưa được giải thích sau khi và miệng tiết lộ chuyện động trời tưởng chừng như hoài linh sẽ ngay lập tức lên tiếng đính chính tình đồn nhưng không anh lại tiếp tục giữ im lặng và không hề có một động thái hay lời giải thích nào ngay sau đó. Hàng loạt like, cộng đồng mạng liên tục để lại lời bình luận phía dưới, yêu cầu Hoài Linh phải ra mặt giải thích rõ ràng chuyện Phi Nhung, chứ không thể tiếp tục im lặng như vậy nữa. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và Phi Nhung là hai cái tên gạo cội trong showbiz Việt. Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm, tài năng vượt trội, họ có chỗ đứng vững vàng và được đàn em nể trọng. Trong quá khứ, Phi Nhung và Danh Hài Hoài Linh là cặp đôi bạn thân thiết. Họ cùng đi show, làm chương trình, ngoài đời thì gần gũi như người nhà. Thời điểm còn hoạt động ở Mỹ, Phi Nhung thậm chí còn đến tận nhà Nam Danh Hài để hỏi cưới đàn anh. Cô cho biết, mẹ Nam Danh Hài rất quý mình, nên mặc cho cả hai không nên duyên, bà sau đây vẫn gọi Phi Nhung là con dâu hụt. Được biết, Danh Hài Hoài Linh chính là người nâng đỡ dìu dắt Phi Nhung khi cô mới vào nghề. Ngay cả chiếc áo dài đầu tiên giọng ca bông điên điển mặc đi diễn cũng là đàn anh tặng cho. Sau này nam danh hài còn sáng tác bài hát Giờ xa lắm rồi để tặng cho nữ ca sĩ. Từ khi về Việt Nam hoạt động, Phi Nhung và danh hài Hoài Linh vẫn giữ được quan hệ thân thiết như cũ. Họ không ngại liếc mắt tình tứ trên sân khấu, thừa nhận tình cảm đặc biệt mình dành cho đối phương đó không phải là tình yêu mà là sự trân trọng yêu quý giữa những người đồng nghiệp vốn đào quá gắn bó với nhau sự thật chính xác về câu chuyện này ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị sau khi phía hoài linh đưa ra lời giải thích cụ thể hãy cùng chúng tôi chờ đợi ở bản tin sau xôn xao ba ruột wendy xác nhận phi nhung còn sống chuẩn bị về việt nam như chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin trước thì gần đây trên mạng xã hội liên tục rầm rộ tin đồn cho rằng phi nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại mỹ thông tin này không chỉ được lan truyền trong nước mà ngay cả những người hâm mộ phi nhung tại mỹ cũng nghi ngờ độ xác thật của thông tin này để cung cấp đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất thì chúng tôi đã liên lạc với bố ruột của wendy anh phạm trung để có buổi phỏng vấn cụ thể về tình hình hiện tại của phi nhung và những thông tin hành lang về việc Phi Nhung còn sống. Sắp hơn nữa là một thông tin chấn động mà bố Andy đã cung cấp cho chúng tôi. Cụ thể toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn này là gì và bí mật mà bố ruột Wendy đang nắm giữ kinh khủng đến mức nào thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể vào sáng nay Chúng tôi đã liên lạc được với bố ruột của Wendy để sắp xếp một cuộc phỏng vấn liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Trong cuộc phỏng vấn anh tiết lộ rất nhiều thứ, từ sức khỏe hiện tại của Phi Nhung cho đến quá trình điều trị tại Mỹ. Sốc hơn nữa là cái chết giả dạ của Phi Nhung, anh cho biết. Ngay từ giai đoạn đầu phát hiện mắc Covid-19, Phi Nhung nhập viện Gia An một một năm, sau đó sức khỏe chuyển nặng và phải chuyển qua bệnh viện chợ rẫy để điều trị nhưng tình hình sức khỏe vẫn không mấy khả quan, cộng thêm lùm xùm ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường do bà Nguyễn Phương Hằng khui ra. Vậy nên gia đình đã quyết định sẽ đưa Phi Nhung âm thầm sang Mỹ để điều trị. Về việc làm đám tang giả cũng nhằm mục đích tránh né dư luận. Hơn nữa anh cho biết, sức khỏe hiện nay của Phi Nhung đã ổn định hơn, có thể xuất viện sớm và sẽ có một thông báo đặc biệt quan trọng anh muốn gửi đến cho những người hâm mộ Phi Nhung đó là Phi Nhung sẽ về Việt Nam trong thời gian tới và quay trở lại showbiz. Đây là thông tin cực kỳ vui dành cho những ai luôn yêu mến giọng hát của ca sĩ Phi Nhung. Sau khi cập nhật những thông tin quý giá này đến người hâm mộ, thì ai nấy đều vui mừng, chúc mừng cho ca sĩ Phi Nhung đã tai qua nạn khỏi. Nhưng bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng chia làm hai lũ ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Phi Nhung giải chết như vậy là đúng, bởi có quá nhiều thị phi và lầm sầm từ trên trời rơi xuống được tạo ra bởi vị CEO nào đó. Nên việc giải chết là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn và tránh những điều tiếng không hay về mình. Nhưng bên còn lại cho rằng sau khi điều trị xong thì Phi Nhung phải lãnh mọi hậu quả do mình gây ra bởi việc giả chết còn làm đấm tan giả đã lấy đi không ít nước mắt của những người yêu mến Phi Nhung là một điều không chấp nhận được. Pháp luật nên vào cuộc giải quyết việc của Phi Nhung. Trên mạng xã hội hiện vẫn đang tranh cãi không ngừng về sự việc Phi Nhung vẫn còn sống. Còn bạn bạn nghĩ sao về sự việc này? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn nhiều thông tin hơn về ca sĩ Phi Nhung trong bản tin sau. Nhà đài thông báo có thể Phi Nhung sẽ về Việt Nam. Hiện tại ca sĩ Phi Nhung đang được hồi sức tích cực tại bệnh viện lớn nhất tại Mỹ. Vào sáng hôm nay bác sĩ chính điều trị cho Phi Nhung đã có cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên ông cho biết tình hình hiện tại của phi nhung không khả quan lắm nên chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra vào đêm qua ca sĩ phi nhung đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như co giật các bác sĩ tại đây đã phải rất tích cực sử dụng các biện pháp sơ cứu để cứu sống phi nhung và cố gắng đưa phi nhung về trạng thái ổn định nhất Đến sáng nay đã có dấu hiệu khả quan hơn nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì bởi sức khỏe của cô ngày càng xấu đi. Giờ đây chỉ có thể cầu nguyện mong điều kỳ diệu sẽ đến với Phi Nhung. Cùng với đó trên khắp mạng xã hội hiện nay đang rất hoang mang bởi thông tin ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống. Hàng loạt cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận động viên cầu nguyện cho Phi Nhung tài qua nạn khỏi và sớm xuất hiện trở lại trên sân khấu bằng da bằng thịt ngoài ra quản lý diễm phạm cũng đã có động thái mới cô cho biết tối qua tôi nhận được thông tin từ bác sĩ mà rụng rời dù đã sử dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất nhưng có lẽ các bác sĩ tại đây cũng đã cố gắng hết sức tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ tại mỹ vì đã ngày đêm cứu chữa cho phi nhung bây giờ chỉ có thể dựa vào tinh thần kiên cường của phi nhung mà thôi ngoài ra trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều một bên cho rằng Phi Nhung không nên lừa dối khán giả, dẫn nên màn kịch đau lòng như vậy. Như vậy là trái với đạo đức. Bên còn lại lại cho rằng, dù ca sĩ Phi Nhung còn sống là may mắn lắm rồi, chúng ta hãy trân trọng điều đó. Trước những lời qua tiếng lại như vậy, con gái Wendy vẫn không lên tiếng, từ chối mời cuộc phỏng vấn liên quan đến mẹ mình. Chỉ nói một câu duy nhất, cô sẽ có thông báo đến quý khán giả thông tin chính xác nhất và sớm nhất xin hãy đợi một khoảng thời gian nữa và hãy ngừng lan truyền những thông tin bị đặt chưa được kiểm chứng. Phi Nhung luôn được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điền Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Đi lên từ khó khăn, song bằng sự nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, Giọng ca 7X được xem như là người tình sân khấu với Mạnh Quân khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, hãy nghe tôi hát.